Chào mọi người. Tụi mình đang học lớp 12 tại trường Williamstown. Mình là Amber. Mình là Ken. Mình là Cindy. Mình là Thảo. Còn mình là Joe. Thảo và Ken, lý do tại sao hai bạn chuyển tới trường Williamstown mà không học ở trường cũ nữa? Về riêng mình thì mình chuyển qua trường Williamstown bởi vì chi phí nó rẻ hơn và phù hợp với lại hoàn cảnh gia đình. Cái thứ hai là vì trường Williamstown có một chương trình dạy tiếng Anh rất là tốt, phù hợp cho những du học sinh, cho nên là mình chuyển qua. Còn về phần mình thì sau vài cuộc tìm kiếm trên mạng thì đã nhận thấy trường ở trường Williamstown thì cộng đồng du học sinh khá là không nhiều như các trường khác. Vì vậy nên mình có thể phát triển khả năng ngôn ngữ và giao tiếp với người bản xứ. Ngoài ra thì về cách dạy dỗ và chỉ dạy của các giáo viên cũng khá là tận tình với học sinh. Họ luôn luôn tìm những cách để giúp hỗ trợ và thúc đẩy cho học sinh, đặc biệt là những du học sinh, bởi vì du học sinh thường hay gặp những khó khăn về mặt ngôn ngữ. Vì thế nên họ luôn luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cho những du học sinh đạt được điểm số tốt và kể cả trong những các kỳ thi. Còn hai bạn, cảm xúc của hai bạn sau 3 năm học ở trường Williamstown thì như thế nào? Thật ra mình cũng chuyển từ một trường khác. Và lý do mình chuyển là vì trường Williamstown gần với lại city của Melbourne. Và lý do thứ hai là ở trường cộng đồng du học sinh cũng ít hơn. Vì vậy mình dễ hòa nhập với các bạn học sinh bản xứ hơn. Cũng là một cách để mình cải thiện tiếng Anh của mình. Còn mình thì sau 3 năm học tại trường Williamstown thì mình cảm thấy trường rất là tốt về việc giảng dạy các học sinh, các du học sinh như mình, và cũng có một lớp riêng, cũng có một lớp dạy tiếng Anh riêng cho những bạn du học sinh như mình. Thì các thầy cô và các bạn bè rất tốt, rất quan tâm với mình. Còn riêng về phần mình thì mình cảm thấy trường Williamstown có một môi trường học tập rất là thân thiện với lại các bạn du học sinh, và cộng đồng người bản xứ ở đây chiếm 80% của trường lớp, nên mình có thể trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình rất tốt. Với lại thầy cô giáo ở đây rất là tận tình giúp đỡ mình để mình thi được tốt. Không những thế, ở đây thì còn có một những thành viên trong những giáo viên của trường, đặc biệt là có những người như kiểu là người hỗ trợ, đặc biệt là có những chương trình hỗ trợ cho du học sinh. Và người đầu tiên thì nói đến là cô Lucy. Lucy là một người rất là tốt. Thật ra thì cũng giống như một người bạn như mình vậy. Khi mình gặp khó khăn, cô đều giúp đỡ. Bên cạnh đó thì ở trường cũng có những khóa học nâng cao thêm về môn toán để giúp đỡ một số bạn muốn tìm hiểu thêm về bộ môn này sau giờ học. Mình nghĩ như vậy là đủ thông tin cho các bạn rồi nhỉ? Chúng mình xin chào các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tới với trường. Okay.